Sau hơn một năm nỗ lực theo đuổi thị trường Nhật Bản, mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thông báo hạ cánh an toàn vào quốc gia này thông qua một thương vụ mua lại đầy tiềm năng, đánh dấu bước tiếp theo trong nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp thế giới. Cũng được xem là một quốc gia tiềm năng đối với lĩnh vực tiền điện tử, Brazil vào hôm nay đã chính thức thông qua dự luật về tài sản kỹ thuật số được mong đợi. Trong khi nhân vật chính trong vụ sập Terra, Dogecoin vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Mới đây, một CEO khác của Terra đã bị bắt với cáo buộc trục lợi cá nhân liên quan đến các mã thông báo trên hệ sinh thái Terra. Sau khi khẳng định công ty sẽ không phá sản, Genesis được cho là đang cùng các chủ nợ và các nhà đầu tư tìm cách vực dậy công ty thoát khỏi bờ vực phá sản. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động Crypto 24 giờ tối nay. Một báo cáo mới của Hội đồng Công nghệ Úc đã chỉ ra một số lợi ích tiềm năng đối với sự phát triển của tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này. Với một khung pháp lý phù hợp, báo cáo cho biết rằng tiền điện tử sẽ bổ sung tới 40 tỷ đô la mỗi năm vào GDP của Úc, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí rất lớn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Theo báo cáo, các tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tiền điện tử, stablecoin, mã thông báo và CBDC có thể giúp giảm 80% chi phí thanh toán bán lẻ vào năm 2030, tiết kiệm cho các doanh nghiệp Úc 200 triệu giờ mỗi năm bằng cách tự động tuân thủ thuế và hành chính, cũng như bổ sung thêm 400.000 giờ để chuẩn bị tài liệu cho các khoản vay kinh doanh. Bên cạnh đó, tài sản kỹ thuật số còn mang đến các khoản tiết kiệm tiềm năng cho người tiêu dùng lên tới 2,7 tỷ đô la mỗi năm, tương đương 107 đô la mỗi người nếu họ sử dụng chúng để giao dịch quốc tế. Ngoài ra, báo cáo cũng ước tính rằng có tới 100% khoản thanh toán có thể được tạo điều kiện thuận lợi bằng tài sản kỹ thuật số nếu CBDC bán lẻ được phát hành. Sau khi FTX sụp đổ, đối thủ lớn nhất là Binance đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để vươn lên giành thị phần thống trị thị trường. Theo số liệu từ The Block, Binance hiện chiếm hơn 3/4 tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung tính đến ngày 29 tháng 11. Tổng khối lượng giao dịch hàng tháng là 642,7 tỷ đô la, trong đó có đến 481,7 tỷ đô la, chiếm 77% đến từ Binance. Trong tháng này, Binance đã được hưởng lợi rất nhiều từ sau sự cố sụp đổ của FTX. Theo CoinMarketCap, Binance hiện có khối lượng giao dịch hàng ngày là 12,9 tỷ đô la, trong khi Coinbase chỉ có 1,5 tỷ đô la. Trong khi đó, số liệu từ CoinGecko cũng cho thấy các con số tương tự. CoinGecko theo dõi 544 sàn giao dịch tiền điện tử với tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 59,9 tỷ đô la và Binance chiếm 21,7%. Theo một báo cáo được phát hành vào ngày 28 tháng 11 bởi công ty an ninh mạng Kaspersky, tội phạm mạng sẽ nhắm mục tiêu tấn công không gian Metaverse đầy tiềm năng trong năm tới. Báo cáo của Kaspersky chỉ ra rằng Metaverse sẽ bị tấn công nhiều hơn do thiếu các quy tắc kiểm duyệt và bảo vệ dữ liệu. Mặc dù hiện tại chỉ có một vài nền tảng Metaverse, nhưng chúng sẽ nhanh chóng được mở rộng trong những năm tới và thị trường thậm chí có thể đạt 50 tỷ đô la vào năm 2026. Các tiềm năng to lớn này đã vô tình thu hút bọn tội phạm mạng chú ý đến hệ sinh thái và tìm cách tấn công những người nhẹ dạ cả tin. Phương tiện truyền thông xã hội đã là một điểm nóng của hoạt động vi phạm dữ liệu. Vì thế, có lý do để Metaverse trở thành một phần mở rộng của hoạt động này. Trong năm 2021, đã có hơn 1 tỷ đô la bị đánh cắp liên quan đến lừa đảo tiền điện tử thông qua mạng xã hội. Báo cáo dự đoán rằng các loại tiền điện tử và các vật phẩm có giá trị trong không gian Metaverse sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu mà tội phạm mạng nhắm đến. Cuối cùng, báo cáo nhấn mạnh rằng mối đe dọa đối với các nền tảng mạng xã hội và Metaverse chủ yếu đến từ các hành vi đánh cắp dữ liệu và tiền, cũng như lừa đảo và hack tài khoản. Trong bối cảnh cuộc săn lùng CEO của Terraform Labs, Dogecoin vẫn chưa kết thúc, các nhà chức trách Hàn Quốc đã mở rộng các cuộc điều tra nhắm vào các CEO khác của Terra. Theo đó, các công tố viên nước này đã chính thức phát lệnh bắt giữ đối với người đồng sáng lập Daniel Shin cùng 7 kỹ sư và nhà đầu tư khác của công ty với cáo buộc thu lợi bất hợp pháp trước sự sụp đổ lớn của hệ sinh thái Terra. Các công tố viên quận Nam Seoul, Hàn Quốc đã nghi ngờ rằng Shin đã lợi dụng quyền điều hành của mình để sở hữu trước các mã thông báo Terra chưa phát hành công khai, sau đó tiến hành bán các mã thông báo trong khi thị trường đang tăng giá và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lên đến 140 tỷ won, tương đương 105 triệu đô la. Các lệnh bắt giữ cũng nhắm đến 3 nhà đầu tư của Terraform Labs và 4 kỹ sư chịu trách nhiệm về stablecoin UST và mã thông báo gốc Luna. Được biết, vào ngày 19 tháng 11, chính quyền Hàn Quốc đã tịch thu số tài sản trị giá hơn 104 triệu đô la từ Shin vì nghi ngờ kiếm lợi bất chính. Vào thời điểm đó, phía
phía luật sư biện hộ cho Xin vẫn duy trì bản tường thuật phản bác rằng các báo cáo buộc tội Xin là sai sự thật. Ở một diễn biến khác, mặc dù nhân vật chính của câu chuyện dài tập về Thera, Dokegon vẫn luôn khẳng định rằng anh ta không chạy trốn, song đến giờ, vị CEO này vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Hơn 4.000 thành viên của một nhóm đầu tư nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi vụ sập Thera đang nỗ lực truy tìm tung tích của anh ta trong vô vọng. Sau một loạt các thay đổi lập pháp kéo dài 7 năm, dự luật tiền điện tử đang được mong đợi từ lâu của Brazil cuối cùng đã có thể đến được bàn của Tổng thống. Hạ viện Brazil đã chính thức bỏ phiếu và phê duyệt dự luật quy định về tiền điện tử hôm thứ Tư. Dự luật nhằm mục tiêu đến việc điều chỉnh tài sản kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ, cũng như giúp bảo vệ nhà đầu tư chống rửa tiền và gian lận. Dự luật đã được Thượng viện thông qua vào tháng 4, nhưng đã chậm lại trong vài tháng qua khi bị kẹt lại ở Hạ viện, chờ quyết định sau khi một số điểm trong dự luật bị loại bỏ. Dự luật do cấp phó Aurel Ribeiro soạn thảo, quy định một số khung hình phạt nhất định cho tội lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, cũng như quy định việc cấp giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số dành cho các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, dự luật cũng chia tài sản kỹ thuật số thành hai loại. Các loại tiền điện tử được coi là chứng khoán sẽ chịu sự giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil, trong khi các tài sản tiền điện tử khác không thuộc danh mục đó sẽ thuộc sự kiểm soát của một số cơ quan khác do cơ quan hành pháp chỉ định, rất có thể sẽ là Ngân hàng Trung ương. Việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử đặc biệt cần thiết ở Brazil do quy mô thị trường và số vụ lừa đảo này đã chứng kiến những năm gần đây. Được biết, các công ty tiền điện tử sẽ có 180 ngày để thích ứng với các quy tắc mới trước khi luật được thi hành. Công ty môi giới tiền điện tử đang gặp khó khăn Genesis được cho là đang hợp lực với các chủ nợ và các cố vấn tái cấu trúc trong nỗ lực vực dậy và kéo công ty ra khỏi bờ vực phá sản. Theo Bloomberg, đưa tin vào ngày 30 tháng 11, trích dẫn một số nguồn tin ẩn danh, các chủ nợ của Genesis đang tham vấn lời khuyên từ hai công ty luật là Proskauer Rose và Kirkland & Ellis để tìm cách ngăn chặn tình trạng mất thanh khoản. Theo đó, Genesis hiện có khoảng 2,8 tỷ đô la dư nợ trên bảng cân đối kế toán. Gần 1/3 trong số đó đến từ các khoản vay của một số đơn vị liên quan, trong đó có công ty mẹ của Genesis là Digital Currency Group. Gần đây, giám đốc điều hành tạm thời của Genesis, Dira Islim cho biết, công ty đang bắt đầu đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng, cũng như ngồi lại thảo luận cùng các chủ nợ và con nợ lớn nhất của mình. Bên cạnh đó, công ty cũng tiến hành tham vấn các ngân hàng Moelis & Company để đánh giá các chiến lược và tái cơ cấu công ty. Báo cáo được đưa ra vài ngày sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã đưa Genesis vào tầm ngắm. Những công ty chịu thiệt hại sau vụ sập FTX không chỉ là những công ty trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn có cả lĩnh vực truyền thống. Chi nhánh đầu tư của gã khổng lồ công nghệ Samsung, Samsung Next, đã trở thành công ty tiếp theo trong danh sách dài những công ty chịu thiệt hại nặng nề sau sự sụp đổ của FTX. Sau khi tuyên bố đã tham gia vào vòng tài trợ trị giá 420 triệu đô la của FTX vào năm ngoái, tập trung đầu tư vào 6 lĩnh vực chính như trí tuệ nhân tạo, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, công nghệ truyền thông và blockchain. FTX là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Samsung Next. Phía Samsung Next cũng đã lên tiếng giải trình rằng số tiền mà công ty đã đầu tư vào FTX chỉ là một con số nhỏ so với tổng ngân sách của nó. Vì thế, không có gì để lo lắng về tình hoạt động của quỹ sau vụ sập này. Được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở tại thung lũng Silicon, Samsung Next đã thực hiện nhiều khoản đầu tư vào công nghệ, trong đó có một số công ty trong ngành công nghệ blockchain và tiền điện tử. Trong một thông báo hôm thứ Tư, Binance cho biết họ đã mua lại Sakura Exchange Bitcoin, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản, được quản lý và cấp phép bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính, viết tắt là FSA của nước này. Thương vụ mua lại mới nhất sẽ cho phép Binance thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với tư cách là một thực thể được FSA quản lý, bổ sung thêm vào danh sách đáng kể các quốc gia mà sàn giao dịch đã có đơn vị ủy quyền, đồng thời mở rộng sự thống trị của Binance trên khắp thế giới. Gần đây nhất, sàn giao dịch tiền điện tử cũng đã nhận được sự ủy quyền với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở SIP. Trước đó, Binance cũng đã giành được loạt giấy phép hoạt động ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai và Kazakhstan. Có vẻ như Binance đã rất nỗ lực và không hề từ bỏ mục tiêu tấn công vào thị trường Nhật Bản đầy tiềm năng này trong suốt một năm qua. Khi vào năm ngoái, FSA là một trong số các cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo rằng Binance sẽ không được cấp phép hoạt động trên thị trường Nhật Bản. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự phục hồi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 891 tỷ đô la, tăng 2,1% trong 24 giờ qua.
Bitcoin đổi chủ tại 16.924 đô la, tăng 2,4% trong ngày. Ethereum tăng vọt 4,5% lên mức 1.270 đô la. Binance Coin giao dịch tại 301 đô la. Xin cảm ơn CRVN Capital và OpenLine đã đồng hành cùng bản tin của chúng tôi. Quý khán thính giả đừng quên đăng ký tài khoản trên website của CryptoLeaks.vn để vừa xem video vừa ấn token CLV. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau.